Và bây giờ mình đã ra phía bên ngoài rồi, đây mình chuẩn bị đi ra về rồi. Đây phía bên ngoài của cái biển trưng bày về cái truyền thống Nhật Bản, về như hồi nãy các bạn xem đó, về cái văn hóa của nước Nhật, như là về làm giấy này, cái phong tục tập quán của Nhật Bản làm giấy hồi xưa, rồi thêm nữa là dệt, thêu dệt đó, đều là bằng thủ công hết cả đó. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.